Hôm nay tụi mình về tối, sẵn trên đường về tụi mình có ghé lại mua một cái trái này. Các bạn có biết trái này là trái gì không? Mình thì ở miền núi, trên mình thì lại không có cái loại trái như thế này. Hỏi ra thì mới biết trái này có tên là trái bối đa, một đặc sản của miền Tây Nam Bộ. Mình mua nửa ký 45.000 mà cô chủ còn tặng cho thêm được mấy trái thêm nữa nha. Theo sự hướng dẫn thì mình đem về nhà cắt bỏ cái vỏ giấy rồi làm sạch đi. Sau đó lại tiếp tục cắt nhỏ thành những hạt lựu vừa ăn. Hình như ở trong này có cái mật hay sao á, nó thơm cực kỳ luôn. Để cho tăng tính ngọt thì mình sẽ cho thêm đường trắng vào. Sau đó để lên nồi rồi đem đi sên lửa vừa nha. Do mình muốn có màu sắc đẹp hơn thì mình đã cho đường đen vào trong. Sên đến khi nào nước hơi cạn nhẹ lại một tí thì bắt đầu bỏ ra hũ thủy tinh để dành uống từ từ nè. Tới đây thì các bạn đã biết thức uống này tên là gì chưa? Còn lại một ít, mình sẽ cho đá và sữa tươi vào trong, khuấy đều thật là đều. Nè, nhìn nó đẹp chả thua gì trà sữa trân châu đường đen cả. Và cái này thì ngon hơn trân châu nha. Cảm ơn các bạn đã coi hết chiếc clip này của mình.